chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra giữa 4 chiếc xe ô tô trên cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, đoạn qua huyện Cẩm Mỹ. Ngay trong đêm 16 tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai xử lý vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe khách và 3 xe ô tô du lịch theo hướng từ tỉnh Bình Thuận đi Đồng Nai. Tại hiện trường, 4 chiếc xe bị hư hỏng nặng, một ô tô lật nghiêng ngay cạnh giải phân cách, một chiếc xe màu trắng lao văng ra ngoài đường cao tốc. Tại hiện trường, một số người phá cửa đưa các nạn nhân ra khỏi xe, chuyển đi cấp cứu, không có ai tử vong. Vị trí vụ tai nạn liên hoàn cách trạm thu phí trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây khoảng 2 km. Vụ tai nạn khiến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết bị ùn tắc nghiêm trọng. Sau khi xảy ra tai nạn liên hoàn, tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng từ Phan Thiết về Đồng Nai kẹt xe kéo dài. Dòng ô tô di chuyển chậm nối đuôi nhau kéo dài hơn 4 km. Một số ô tô di chuyển vào làn khẩn cấp nhưng cũng bị kẹt cứng. Lực lượng cảnh sát giao thông tạm đóng tuyến cao tốc hướng về phía Thành phố Hồ Chí Minh, phân luồng dòng xe ra hướng quốc lộ 1A. Trước đó, vào chiều ngày 15 tháng 2 trên đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đoạn qua huyện Xuân Lộc đã xảy ra vụ va chạm dồn đuôi nhau của 3 xe ô tô di chuyển theo hướng Bình Thuận đi tỉnh Đồng Nai. Dù không gây thiệt hại về người, nhưng vụ va chạm đã khiến đường cao tốc nói trên xuất hiện ùn tắc cục bộ. Đường cao tốc được xây dựng dành riêng cho xe cơ giới và giải phân cách, chia đường thành hai chiều riêng biệt. Do các phương tiện di chuyển trên cùng một hướng không có đường giao nhau, nên lái xe trên đường cao tốc khá đơn giản. Tuy nhiên, các phương tiện di chuyển với tốc độ nhanh nên chỉ một va chạm nhỏ cũng dễ gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng. Chính vì vậy, khi lái xe trên cao tốc, người điều khiển phương tiện cần hết sức chú ý và tuân thủ các nguyên tắc an toàn. Tuy nhiên, mới đây, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra để lại hậu quả đáng tiếc khi hai xe máy đi vi phạm luật giao thông di chuyển vào đường cao tốc. Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 14 tháng 2 tại km 261+700, ô tô tải của một công ty do NVB tên viết tắt, sinh năm 1991, ngụ thành phố Lào Cai điều khiển hướng Lào Cai, Hà Nội, va chạm với hai mô tô đi ngược chiều. Hậu quả khiến NVH sinh năm 2011, TAM sinh năm 2007, DTA sinh năm 2006, PKN sinh năm 2009, đều cùng ngụ huyện Bát Sát tử vong, tên các nạn nhân được viết tắt. Bên cạnh đó, hai mô tô, một ô tô bị hư hỏng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định hai mô tô đi ngược chiều trên cao tốc. Khoảnh khắc đầy ám ảnh được camera hành trình của chiếc ô tô ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Hai thanh niên, không một tấm mũ bảo hiểm trên đầu, đã quyết định thách thức số phận bằng cách lái xe máy đi ngược chiều trên tuyến đường cao tốc. Trong tích tắc, họ đã tông trực diện vào một ô tô đang lưu thông đúng hướng, dẫn đến một thảm kịch không thể ngăn chặn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa có công văn gửi các cơ quan đơn vị địa phương liên quan yêu cầu giải quyết hậu quả vụ tai nạn xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai va chạm với ô tô khiến 4 người tử vong. Theo đó, tỉnh Lào Cai yêu cầu lực lượng công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi vi phạm chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an trong công tác tuần tra, xử lý hành vi vi phạm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, địa phận tỉnh Lào Cai, đẩy mạnh phối hợp với ngành giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, trật tự an toàn giao thông trong trường học. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm người đi bộ, điều khiển xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và các xe khác có thiết kế dưới 70 km/h đi vào đường cao tốc. Bởi vậy, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ là xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc là vi phạm điều cấm của pháp luật, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính nếu chưa gây ra tai nạn giao thông theo quy định tại Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Cụ thể, tại điểm B khoảng 6 điều 6 quy định, xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, trừ xe phục vụ quản lý, bảo trì đường cao tốc, đi vào đường cao tốc, mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Trong trường hợp gây ra tai nạn giao thông có hậu quả nghiêm trọng, việc xử lý hình sự sẽ được áp dụng theo quy định. Tuy nhiên, trong sự cố đáng tiếc nêu trên, với việc cả 4 người điều khiển xe mô tô đã tử vong, không thể áp dụng trách nhiệm hình sự cho những người này. Đối với người điều khiển xe ô tô, cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ trách nhiệm, bao gồm khả năng quan sát và kiểm soát tốc độ của xe để đánh giá mức độ lỗi có thể xảy ra.
Người lái xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường cao tốc cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn giao thông, bao gồm việc quan sát cẩn thận, kiểm soát tốc độ và di chuyển đúng phần đường, đúng làn đường. Trong trường hợp gặp chướng ngại vật, bắt buộc phải có phản ứng kịp thời để tránh va chạm. Theo các chuyên gia luật, trong vụ tai nạn nêu trên, việc xe mô tô đi ngược chiều bất ngờ từ khúc cua có thể hạn chế khả năng quan sát của người lái xe ô tô, khiến việc xác định lỗi quan sát trở nên phức tạp. Nếu người lái xe ô tô được xác định có lỗi, nhưng không phải lỗi chính dẫn đến tai nạn, việc khởi tố hình sự có thể không được áp dụng. Chỉ khi có lỗi hỗn hợp từ cả hai phía và cả hai đều là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn mới xem xét đến việc xử lý hình sự theo nguyên tắc, nhân quả trong xác định tội phạm. Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024, mật độ giao thông sẽ tăng rất cao, nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông rất lớn. Để phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân cả nước đón Tết và các lễ hội bảo đảm an toàn, an ninh, Thủ tướng đưa ra nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời triển khai các phương án tuần tra kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trên đường bộ, nhất là các tuyến đường cao tốc. Công điện nêu rõ, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều đường, dừng, đổ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt, không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, không nhường đường cho xe ưu tiên, đi vào làn dừng khẩn cấp, v.v. Một nhiệm vụ khác của ngành công an được Thủ tướng giao là ngăn chặn và xử lý triệt để các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm khi qua đường ngang, phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam có giải pháp siết chặt kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình, xử lý kịp thời đối với các phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về tốc độ. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng được yêu cầu chỉ đạo các sở giao thông vận tải và các nhà thầu bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ gây ra. Rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế. Thủ tướng cũng lưu ý ngành giao thông vận tải đảm bảo hệ thống thu phí điện tử không dừng, hoạt động thông suốt, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai ngay phương thức thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay, kết nối liên thông, đồng bộ vào hệ thống thu phí điện tử không dừng trên toàn quốc, theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, cũng theo yêu cầu của Thủ tướng. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị và trả lại lòng đường phục vụ nhân dân đi lại, hoàn thành một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, có phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn. Công điện nhấn mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!